Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh mua bán xe cũ của mình. Và hôm nay mình mới tuyển về một chiếc xe còn rất đẹp đây các bạn này. Và trước mặt chúng ta là một em Hyundai Getz sản xuất đời chót năm 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011, không taxi, dịch vụ một ngày đấy các bạn này. Xe được trang bị phần ngoại thất là màu xanh Kawasaki, một cái màu rất đẹp của cái dòng xe hatchback nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bạn nhé. Và lối phía sau cũng là một em cùng đời 2010 màu xanh nước biển. Và hôm nay mình sẽ quay chi tiết để gửi tới các bạn về em màu xanh Kawasaki này. Và một chiếc xe còn đẹp, còn zin hay không thì các bạn cứ cùng mình đi hết video này. Đây các bạn quan sát phần sườn xe bên phụ đây. Sơn xi nó bóng loáng các bạn nhé. Những cái đường gân chỉ chạy dọc thân xe căng đét đấy các bạn này. Phun đồ chơi quanh xe. Vè che mưa mạ chrome. Lẹp chân kính inox các bạn nhé. Từ cái tay lắm cửa. Bác chủ bác cái trâu chuốt đầy đủ hết rồi. Các bạn mua chiếc xe này về thì được lợi thế rất nhiều. Và thậm chí đây, chủ nhân vừa thay một dàn nốp mới đây các bạn này. Một dàn nốp vừa thay xong các bạn nhé. Rất mới. Những cái vấn đề đấy thì mình sẽ giới thiệu sau. Cái chính là các bạn quan sát xem chiếc xe có bị tai nạn thủy kích hay không. Riêng hai vấn đề quan trọng nhất của một chiếc xe thân vỏ, tai nạn và ngập nước, thì hai vấn đề mình sẽ cam kết bằng văn bản cho các bạn. Xin giới thiệu lại các bạn, em nó sinh năm 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011 các bạn nhé. Cái màu này nó là màu đẹp nhất của cái dòng xe nhập, một cái mẫu xe hatchback nhỏ gọn, tiết kiệm xăng. Và xin giới thiệu với các bạn về thông số của nó. Em nó thì trang bị khối động cơ là máy 1.1 4 máy các bạn này. Và mình cũng tư vấn cho các bạn là nhất là các bạn đang cần những cái mẫu xe đảm bảo cái sự lành bền, chắc chắn, không hay hỏng vặt, xăng dầu ăn ít, phụ tùng dễ thay, mà lái nó rộng rãi, đầm chắc, nó không bị ồn, thì đây, với một khuôn tiền giá nó chỉ có trên 1,5 triệu một chút thôi là các bạn lấy luôn em này các bạn nhé. Nhất là các bác mới có bằng lái, cần cái sự ổn định, lành bền, thì đây là một cái lựa chọn số 1 các bạn nhé. Với một cái khuôn tiền đầu tư như vậy thì chắc chắn sẽ không có một đối thủ nào vượt được em Hyundai Getz nhập này các bạn này. Và phần sườn xe bên lái đây cũng như bên phụ đó, sơn xi đồng đều, không bong chóc, thân vỏ mỏng ken, không mát tít các bạn nhé. Gần quốc lỗi còn quất. Khi quay video thì mình luôn dùng hình ảnh để thay cho lời nói các bạn nhé. Các bạn cứ quan sát tổng thành của xe này, xấu đẹp nó thể hiện trên chính video mình quay đây các bạn này. Không trong bánh ngoài lá gì, hình ảnh nó sẽ nói lên tất cả các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát phần đầu xe này, đèn đã lên đèn siêu sáng, đèn gầm cũng là bóng sáng hết rồi. Toàn bộ đèn pha, đèn chiếu hậu, đèn zin nguyên bản theo xe. Các bác quan tâm cứ alo trực tiếp cho mình. Mình bán rất nhiều cái dòng Hyundai Getz, chưa một khách hàng nào phản hồi là cái dòng này nó hay hỏng vặt hoặc là nó bị thế nọ, bị thế chai cả. Cái dòng này nó rất ổn định các bạn nhé. Với một cái giá tiền nó rất hợp lý. Đấy các bạn quan sát này. Và để kết thúc phần sơn xi thì để mời các bạn đi đến phần đầu tiên để chúng ta cùng nhau kiểm tra xem phần keo chỉ, xem có đúng như lời mình nói hay không. Keo chỉ zin hết các bạn nhé. Và đây, những cái đường mí mạch ba lạt sốc nó còn khăng khít này các bạn này. Như ban trước mình giới thiệu, một dàn nốt vừa thay. Đấy, những cái đường chỉ chạy dọc thân xe này. Khi mua những chiếc xe đã qua sử dụng, chủ nhân họ đầu tư lắp thêm độ thêm cái gì thì các bạn về sẵn được dùng thôi, sẵn xài thôi, đỡ được rất nhiều tiền các bạn nhé. Đây các bạn quan sát phần táp lô đồ nhựa đây. Bên mình không dùng hóa chất tẩy rửa, chỉ có lau qua thôi các bạn này. Cái đồ nhựa của dòng Hyundai Getz nhập, nó dày, nó dẻo, nó dai, nó chịu được nhiệt lắng mưa dãi dầu các bạn nhé. Và toàn bộ lòng trong cánh cửa chưa phải một giọt sơn lạ này các bạn này. Và đây các bạn quan sát này, cái phần táp lô đồ nhựa của cái dòng không khoan đục đây các bạn này, nó chỉ có vài ba chỗ chảy xước theo thời gian thôi. Xe đã được trang bị màn hình Android cỡ nhỏ đây các bạn nhé, màn hình nắp sim, khóa khiển theo xe. Và một chiếc xe đẹp hay không thì các bạn đẩy từ cái bô lăng này. Riêng cái dòng Hyundai Getz kiếm được một chiếc mà bô lăng zin như chiếc này rất hiếm các bạn nhé. Đã có cam giám sát hành trình. Đấy, các bạn mua về sẵn đi thôi. Đấy, đẹp xấu được các bạn cứ cùng mình đi hết cái video này. Một cái bộ áo ghế trang bị cái phần đỏ đen, nó tô điểm lên cái xe rất đẹp các phần nội thất đây các bạn này. Và ốc nhái bản này phía bên phụ đây các bạn này, chưa chạm cả lê tháo lắp gì. Quay video mình quay rất kỹ nha, không phải quay dối giá đâu các bạn nè. Đẹp xấu quay hết, không trừ một chỗ nào. Để các bạn có thể xem xong video chốt được luôn. Đấy, cánh sau bên phụ đây các bạn này, keo chỉ không mất một phần nào. Chưa dưỡng diệt gì mà cái đồ nhựa của em nó đẹp như thế này đấy các bạn này.
Nếu dùng hóa chất thì nó chỉ đẹp là khi quay video thôi, nhưng đến lúc nó sẽ loang lổ. Đấy các bạn để ý đây, hàng đẹp mới tuyển về các bạn nhé. 2010 lăn bánh lần đầu năm 2011, không taxi, không con đục các bạn nhé. Các bạn quan tâm thì alo trực tiếp cho mình. Và đây các bạn quan sát này. Đấy, gầm này, Mabule đây, cổ em nó đây các bạn này. Không trong bánh ngoài lá gì, chỉ có đôi ba chỗ gọi là nó mất cái lớp sơn phủ, nó nhìn có vẻ như kiểu phịch phạch thôi. Xin nhắc lại các bạn, mình cam kết bằng văn bản cho các bạn xe không bị tai nạn, và đặc biệt là máy không bị ngập nước các bạn nhé. Đèn trước, đèn sau, đèn zin nguyên bản theo xe, kể cả từ cái chữ này các bạn này. Nói chung là cái dòng Renegade được trang bị khối động cơ máy 1.1 với một cái khuôn tiền như vậy và một cái chất lượng xe nhập, và xăng dầu ăn chỉ có lanh quanh trên dưới 6 lít thôi. Đối với đường phố thôi, còn đường cao tốc thì nó còn ít hơn. Đấy các bạn đẩy cột sau máng nước đây. Ông cái bản này, không trong bánh ngoài lái gì các bạn này. Chưa phải một giọt sơn lạ nào các bạn nhé. Rất mong các bạn khi xem video like và chia sẻ cho kênh của mình. Bác nào có kênh rồi thì cho mình xin một nút like. Còn bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình để bên mình liên tục cập nhật những cái mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Đây các bạn đẩy đây. Đây mình quay đi quay lại, quay rất kỹ các bạn nhé. Các bác quan tâm đến cái mẫu xe bản nội địa của Hàn, một cái biểu tượng lành bền tiết kiệm xăng, thì lấy em này nó là chấm hết các bạn nhé. Và đây các bạn di chuyển sang phần cua lốp bên lái đây các bạn này, cua lốp zin các bạn này. Đấy, lốp vừa thay và ba bô lê bên lái đây các bác này. Quay hết xấu đẹp, quay tuốt tuột đây các bạn này, không trừ một chỗ nào. Thường ra các bạn khác quay thì người ta quay rất dối giá, chỉ nói qua về xe rồi nói những cái chuyện khác. Nhưng đây mình quay chính về chất lượng của xe. Đây các bạn đẩy này, cái đồ nhựa của dòng Renegade nhập bao giờ nó cũng dày, nó dẻo, nó dai, nó chịu được rất nhiều những cái nhiệt độ ngoài trời, nắng mưa dãi dầu của khí hậu ngoài miền Bắc các bạn nhé. Và đây, đây keo chỉ này. Và màu nó là màu zin, màu zin nguyên bản của nhà sản xuất, chứ không phải là màu đổi các bạn nhé. Như ban trước mình giới thiệu, để một lựa chọn một cái chiếc xe đi gia đình, một chiếc xe che nắng che mưa với một cái cửa tiền giá nó chỉ có trên dưới 1,5 triệu, thì đây là một cái lựa chọn số 1 các bạn nhé. Không thể có một cái mẫu xe nào vượt qua cái dòng Renegade các bạn ạ. Đây là một cái điều mình dám khẳng định chắc lịch với các bạn luôn. Và đây các bạn quan sát lại này, một bua lăng mộc này, táp lô đồ nhựa này. Nói chung là cái dòng không dịch vụ, không khoan đục thì bao giờ cái phần đồ nhựa nó tươi nha các bạn nhé. Nó không như những chiếc xe dịch vụ. Dịch vụ thì chạy nhiều, khai thác nhiều thì đương nhiên nó phải xuống. Và đây ông nhái bản này, phía bên lái cũng vậy đây các bạn này. 2010 lăn bánh lần đầu năm 2011. Đây các bạn quan sát lại phần nội thất của em nó, cũng như là phần táp lô đây, đồ nhựa đây, phím còi như mới đấy các bạn này. Đấy cái vành bô lăng này. Và đây các bạn đấy này, đồ nhựa rất mới, rất đẹp các bạn nhé. Từ cái tay này chưa phải một giọt sơn lạ nào. Màn hình Android cỡ nhỏ, cam giám sát hành trình không thiếu cái gì cả. Nói chung là chiếc xe này các bạn mua về sẵn đi thôi. Củ số đây các bạn này, củ số zin theo xe thì đương nhiên nó phải có chỗ mòn chỗ không các bạn nhé. Nó không phải là củ số độ, củ số mờ nhìn nó mới quá thì đương nhiên nó là độ. Bác chủ bác cái độ thêm cả cái loa tép đây các bạn này, để nghe âm thanh nó hay. Mình phải tắt màn hình đi khi quay video, không dám mở âm nhạc. Mở nhạc thì sẽ bị vi phạm bản quyền. Rất mong các bạn thông cảm. Các bạn đến các bạn test sau. Xin nhắc lại các bạn là 2010 nó là bản đủ các bạn nhé. Điều lạnh buốt. Nói chung là bán cái dòng Renegade nhập này, được cái là nó yên tâm về chất lượng. Bán rất thích các bạn nhé. Khách hàng không kêu ca nhiều. Và để không mất nhiều thời gian các bạn, để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe để chúng ta cùng nhau check test phần trái tim của em nó. Xem một chiếc xe có được như các bạn mong chờ hay không. Thì trước khi đi đến phần trái tim của chiếc xe thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn, chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 158 triệu các bạn nhé. 158 triệu có thương lượng cho các bạn.
Bạn nào quan tâm cứ alo trực tiếp cho mình theo số hotline mình đã vẫn giới thiệu. Bác nào có kênh rồi thì thả cho mình xin một nút like. Còn bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình để bên mình liên tục cập nhật những cái mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Máy đây các bạn này, máy đang nổ đây các bạn nhé. Và trước hết các bạn quan sát phần nắp capo của em nó này. Đấy, sơn xi này. Đấy, phần lắp capo lớp sơn này. Vừa cái xe vật liệu chạy qua nó có tiếng sẹt sẹt. Các bạn để ý không để bảo là tiếng máy nó kêu sẹt sẹt các bạn nhé. Đấy, từ cái răng đầu tem mác nó còn nguyên. Đấy, máng nước ụ giảm xóc bên lái đây các bạn. Keo chỉ thì không mất phần nào. Đẹp xuất sắc đang chào đón các bạn. Các bác có nhu cầu mua xe che nắng che mưa, một mẫu xe tập lái thì lấy luôn em này, nó là số 1 các bạn nhé. Máy đang nổ đây. Đây các bạn này, máy này. Vừa rửa xong nước nó vào thì cái tiếng kêu đôi khi cu dây cu loa nó có tiếng kêu nó lạ thôi. Thì còn con này để vê ga lên này các bạn này. Một chiếc xe chạy nhiều thì các bạn để từ cái cổ máy này, cái mặt máy này. Và để kết thúc chương trình giới thiệu với quý anh chị và các bạn về một mẫu xe Renegade nhập sản xuất đời chót năm 2010, lăn bánh lần đầu năm 2011 với giá 158 triệu. Bác nào quan tâm đến cái màu xanh nước biển thì phía sau kia cũng là 2010 các bạn nhé, giá thì nó êm hơn chiếc này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.